谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越爱跳梁分有行政。更新感恩归位稳接读跳咬真正。Dạ thưa thầy, hồi hướng phát nguyện tâm là tâm gì vậy thầy? À, thầy cảm ơn con ha. À, tức là trong cái phần đầu đó thì thưa quý vị, chúng tôi có trình bày một phần tất cả những cái công đức, đặc biệt là công đức niệm Phật. Mình phải hồi hướng cho tất cả muôn loài chúng sinh, chứ mình không giữ riêng cho bản thân mình. Bởi vì giữ riêng cho bản thân mình như vậy thì là ích kỷ, không có phải là cái tâm lượng của một cái bậc đại trượng phu. Cho nên ngồi cái việc niệm Phật, mình phải đem tất cả những cái công đức do cái sự thực hành về sáu ba la mật, bốn nhiếp pháp, bốn vô lượng tâm. Sáu ba la mật tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tứ nhiếp pháp tức là bố thí, ai ngữ, lợi hành và đồng sự. Tứ vô lượng tâm tức là từ bi, hỷ xả, rồi kể cả 37 phẩm trợ đạo, hồi hướng cho tất cả, từ anh em, cha mẹ, bằng hữu, chư thiên chư tiên, bốn loại chúng sinh, những người thân hay kẻ ốm đều được an trụ ở trong hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái tâm mà Đức Phật dạy trong kinh Niệm Phật Ba La Mật là hồi hướng phát nguyện tâm. Con có câu hỏi gì về về cái hồi hướng phát nguyện tâm không? Dạ, kính bạch thầy, sau hồi hướng phát nguyện tâm là xả ly tâm, xin thầy hoan hỷ giải thích về tâm này ạ. Rồi, tức là thầy cảm ơn ha. Dạ. Cái tâm xả ly đó thì cũng theo lời dạy của Đức Phật, người niệm Phật khi mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì phải phát khởi cái tâm lìa bỏ tất cả. Lìa bỏ cái gì? Tức là không trụ nơi tướng mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không chống trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật. Như thế là lìa bỏ. Người niệm Phật chỉ buộc cái tâm và ý vào cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chăm chú lắng nghe mỗi câu rất là rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả cái thân, quên cả cái cảnh, quên cả cái ý thức, tự biết ta đang niệm Phật. Như thế thì theo lời dạy của Đức Phật mới gọi là lìa bỏ. Lìa bỏ tất cả. Ở đây trong kinh có đề cập đến lìa bỏ khổ tập diệt đạo mà niệm Phật, lìa bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp mà niệm Phật, lìa bỏ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ mà niệm Phật, lìa bỏ tín giải hành chứng mà niệm Phật, lìa bỏ từ bi hỷ xả mà niệm Phật, lìa bỏ không vô thường vô ngã mà niệm Phật, lìa bỏ bồ đề niết bàn giải thoát tri kiến mà niệm Phật, lìa bỏ tất cả các pháp vô vi, tất cả các pháp vô vi mà niệm Phật, lìa bỏ ngã và ngã sở, lìa bỏ luôn cả cái ý tưởng cầu mong vãng sanh, chí nguyện độ sinh, ý hướng thành Phật mà niệm Phật. Niệm Phật vô tâm xả ly như thế mới gọi là chân chánh niệm Phật. Thì ở đây nếu mà chúng ta vừa nghe như vậy chúng ta sẽ rất là hoang mang. Cái gì cũng bỏ hết, tứ diệu đế cũng bỏ, rồi bồ đề cái tâm mà cầu vãng sanh cũng bỏ, như vậy thì niệm Phật làm cái gì? Niệm Phật mà bỏ hết rồi. Ý ở đây nó là đừng có chấp trước vào những cái danh ngôn, những cái mà nó rất là hiển hóa. Khi mình niệm Phật mình không còn nhớ tưởng đến một cái gì ngoại trừ danh xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm một cách chí thành, niệm một cách chí thiết, kể cả cái việc mà cầu mong vãng sanh cũng quên luôn. Theo trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, chỉ một cách thiết tha. Nhưng mà ở đây những cái câu mà Đức Phật vừa dạy chúng tôi lặp lại chẳng qua là để nhắc nhở chúng ta tránh vào những cái sự bám víu. Bởi vì trong cái pháp môn niệm Phật thì chúng ta thấy rằng là ba cái yếu tố rất là quan trọng
thứ nhất là tín, thứ hai là hạnh, và thứ ba là nguyện. Niềm tin phải vững chãi, phải sắc son, phải kiên định. Tin vào chính mình có khả năng niệm Phật để được vãng sanh. Tin vào giáo pháp tịnh độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai thị. Tin vào những cái đại hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Tin vào cái cảnh giới cực lạc là có thật. Tin vào tất cả cái sự trong sáng, tất cả cái sự tha thiết, tất cả cái sự kiên định của mình. Nhưng mà tin không thôi chưa đủ, còn phải hành, tức là niệm Phật một cách nhất tâm bất loạn, bất cứ lúc nào, đang ở đâu, làm gì, từ cái việc lái xe đi chợ, nấu ăn, quét dọn hay kia là làm việc, đều nhất tâm niệm Phật. Nhưng mà chỉ có niệm Phật không thôi cũng chưa đủ, mà phải phát nguyện vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đó không còn có khổ đau, không còn bị luân hồi trong tam độ lục đạo. Tín hạnh nguyện là ba cái yếu tố rất rất là quan trọng. Dĩ nhiên phải phát tâm làm những cái việc lành, bởi vì trong kinh A Di Đà Đức Phật có dạy: bất đắc dĩ thiểu thiện, nhân duyên, bất đắc dĩ thiểu thiện, căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Điều đó mình hiểu. Nếu mà mình chỉ dùng một ít cái công đức mà là rất rất là nhỏ thì không thể nào có thể vãng sanh được. Cho nên ngoài cái việc niệm Phật, chúng ta còn phải làm thế nào tu tạo những cái công đức lành. Có nhiều người nhiều khi nói: ô, tôi niệm Phật tôi không cần phải làm bất cứ cái điều gì khác, để niệm Phật thôi. Đó, cái đó chưa đủ. Hay chả là có những người nhiều khi trở thành cuồng tín, niệm Phật chỉ thờ Đức Phật A Di Đà chứ không thờ những cái vị Phật khác. Rồi chẳng những vậy mà bài bác những cái pháp môn khác không được. Cái đó là sai. Mình tu thiền mình bài bác pháp môn niệm Phật cũng sai, mà mình tu cái pháp môn niệm Phật mình bài bác cái pháp môn thiền quán cũng sai, cũng rơi vào cái sự cố chấp. Nó giống như là thuốc, khi mà đối với một cái con bệnh nào đó, chẳng hạn cái người đang bị bệnh đau bụng, thì mình nói: ồ, đây là cái thuốc đau bụng, bạn không bị một cái bệnh gì khác, cứ uống cái thuốc đau bụng này thì sẽ hết đau bụng. Chứ họ đau bụng mà mình cho thuốc đau tim, mình cho thuốc đau gan, cho thuốc đau phổi thì nó không có ích lợi gì, ngược lại nó bị phản tác dụng. Nhưng mà người đó vừa bị đau bụng mà vừa bị tim, bị phổi thì đương nhiên bác sĩ cũng phải cho những cái loại thuốc khác, chứ không phải là chỉ có uống thuốc đau bụng không. Còn những người mà ví dụ họ có cái căn cơ trình độ phù hợp pháp môn tịnh độ, thì Đức Phật dạy: à, con hãy nhất tâm niệm Phật một cách bất loạn, chỉ niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Mỗi người mà phù hợp với thiền thì Ngài dạy là con hãy thực hành về thiền, chỉ thiền là đủ rồi, là có thể chứng đạo. À, cho nên tùy theo cái căn cơ trình độ, giống như tùy theo cái người bệnh mà bác sĩ cho cái loại thuốc này hay là không cho những cái loại thuốc khác. Chứ không phải là vì cho loại thuốc này rồi mình phủ nhận cái giá trị của những cái loại thuốc khác, cái đó là không đúng. Mình đương tu pháp môn tịnh độ mà mình phủ nhận cái pháp môn khác, hay chả là mình đương tu pháp môn thiền mình phủ nhận cái pháp môn tịnh độ, cái đó là sai. Cũng như một số người nói rằng là: ô, đâu có Đức Phật A Di Đà, đâu có Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, bởi vì tôi không thấy ghi ở trong kinh A Hàm. Nói như vậy không đúng. Tại sao? Bởi vì bây giờ chúng tôi nói là có một cái ngôi chùa điều ngự ở ngay tại thành phố Westminster. Rồi cái người nào đó nói: ồ, tôi đâu có thấy Đức Phật nói cái ngôi chùa điều ngự ở tại thành phố Westminster trong kinh A Hàm đâu, thành tôi không có tin. Không phải là những gì mà Đức Phật không nói ở trong kinh là không có. Có những cái quốc gia được hình thành trước khi Đức Phật thị hiện để cứu khổ độ sinh, nhưng mà Đức Phật cũng không có đề cập đến. Điều đó mình cũng không thể dựa vào những cái điều mà Đức Phật không nói trong kinh A Hàm để mình phủ nhận. Đâu có cái quốc gia đó đâu, tôi đâu có thấy cái tên quốc gia đó trong kinh A Hàm. Nếu mà chúng ta quá cực đoan
thì nó sẽ làm hỏng nhiều việc. Đó. Thành thử ra có một cái đất nước Hoa Kỳ này rất là văn minh, là một siêu cường, mà Đức Phật đâu có nói ở trong kinh A Hàm. Vô lẽ mình nói ồ, những gì không nói trong kinh A Hàm là nó không thực tế, người sau viết ra thôi, người sau họ viết, nhưng mà cái đó đúng không, nó là một sự thật không? Đương nhiên là một sự thật. Chúng tôi chỉ đưa một vài cái ví dụ, dụ không phải là thật, nhưng mà ví dụ như vậy để chúng ta có thể hiểu được những cái điều mà chúng ta cần hiểu, nhằm tránh cái sự thắc mắc hay là cái sự nghi ngờ khi mà có một ai đó phủ nhận Đức Phật này hay là phủ nhận Đức Phật khác. Bởi vì chúng ta hiểu là trong đạo Phật của chúng ta gọi là chư Phật, đạo Phật không có chủ trương độc thần giáo hay là nhất thần giáo. Chư Phật là nhiều Phật, Phật ở trong ba đời, mà mỗi một chúng ta theo lời dạy của Đức Phật đều có Phật tánh và có khả năng thành Phật. Quý vị rồi đây cũng sẽ thành Phật. Nếu một quý vị thành Phật thì có thể là Phật hiểu gì đó, hiểu gì đó trong tương lai. Đó là một cái khẳng định. Mình tu mục đích là để thành Phật mà. Mà có thành Phật thì mới đoạn trừ được tất cả những cái khổ đau một cách hoàn toàn. Còn nếu mà chưa thành Phật thì mình không thể chấm dứt được khổ đau. Đó là một cái điều mà chúng tôi hơi dài dòng một chút, nhưng mà nó cũng là một cái chia sẻ rất là cần thiết. Dạ, rất tiếc thời gian không cho phép thầy trò chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Xin quý vị, mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp qua số phone hiện trên màn ảnh. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cũng...